Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tách cá đẻ sao cho đúng cách nhé nha anh em. Thì cá giống của mình á, thì mình sẽ bỏ vô trong cái lồng đẻ này hết nè. Là mình đề phòng những cái lúc mà mình không có vớt cá ra kịp á, thì nó sẽ đẻ và các con sẽ chui ra ngoài được, không có bị hao hụt số lượng. Nhưng mà mình muốn tốt nhất cho con cá luôn á, thì con cá nó có bầu bụng nó to to hơn xíu á, thì mình bắt đầu mình sẽ tách nó ra cái thùng kem riêng để cho nó ra đó nó có một mình nó ăn, nó không có bị dành đồ ăn, nó có đủ chất để nó nuôi con của nó và nó đẻ con của nó ra khỏe mạnh hơn nha anh em. Rồi đầu tiên anh em cần chuẩn bị á là một cái thùng kem, sau đó anh em bỏ thật là nhiều rong vô và anh em tấp hết rong vô trong những cái thành hồ nha anh em, chừa cái khoảng trống ở giữa lại để mình bỏ đồ ăn, trùng chỉ, tơ hay là cám gì đó cho con cá mẹ nó ăn dễ dàng hơn. Và khi mà nó đẻ ra thì cá con nó sẽ nắp vô hết những trong cái thành này nha anh em, nó không bị cá mẹ ăn lại. Ok, giờ mình sẽ bắt con cá mẹ qua nha anh em. Qua đây mình lựa. Đây là hồ si thu giống của mình, coi si thu. Bắt cá thì anh em cũng bắt cá giống á, thì anh em hạn chế dùng vợt nha, nên dùng cái ly như mình để cho nó khỏi làm trầy con cá. Để mình đổ nó vô cái keo cho anh em xem nha, thấy rõ cá con lắm rồi. Đợi mình chút. Để mình múc thêm một ít nước nữa nha anh em. Rồi anh em đã thấy rõ chưa? Đó, những cái mà đen đó là mắt của những con cá con ở trong bụng mẹ đó nha anh em. Cái dòng si thu này tách đẻ rất là dễ luôn anh em. Bụng to vớt lên thấy có con mắt đen trong đó là mình biết nó sắp đẻ rồi. Rồi giờ mình sẽ bỏ nó vô lại cái thùng kem nha anh em. Đối với mấy con cá mà sắp đẻ này á thì anh em cũng cho nó ăn vừa đủ thôi nha, đừng có cho ăn nhiều. Tại vì nếu mà ăn no quá thì cái bụng nó căng lên, nó sẽ đẻ ra con non. Cứ để cho nó theo chu kỳ tự nhiên của nó, tới ngày thì nó sẽ đẻ thôi, mình đừng có ép gì hết á. Mình cho nó ăn vừa đủ, anh em lưu ý cá đẻ thì mình cho nó ăn vừa đủ, cạn hồ thì 2 đến 3 ngày anh em hút cạn một lần để nó đẻ ra, cá con nó đỡ bị nấm hơn nha anh em. Rồi sau khi mà nó đẻ ra rồi á thì mình cũng hút cạn đi, nó đẻ xong là mình hút cạn lập tức luôn để những cái mà cái nhau thai đồ á, những cái chất nhờn đồ á thì mình sẽ hút mình bỏ ra ngoài hết. Như vậy là hạn chế được cái việc mà cá con nó bị nấm từ nhỏ, bị túm đuôi kim đồ các kiểu đó anh em. Rồi cá đẻ thì anh em bỏ nó vô cái chỗ nơi yên tĩnh, có nắp gì đó thì lấy cái nắp đó đậy lại cho nó yên tĩnh con cá. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe cũng như một lượt chia sẻ nha anh em. Rồi cảm ơn tất cả các anh em.